Những bài thuốc hay trị ho có đờm, viêm họng không cần dùng thuốc. Những cơn gió chuyển mùa thường khiến nhiều người gặp các vấn đề về đường hô hấp như ho, viêm họng. 1. Trị ho, viêm họng từ lá sương sông. Theo đông y, lá sương sông có mùi hăng của dầu tính ấm, có tác dụng chữa đầy bụng, sang chấn, nôn mửa, tán ứ, máu đọng, chảy máu cam. Ngoài ra, lá sương sông còn có tác dụng trị viêm họng, ho do cảm lạnh hoặc ho có đờm cực nhạy. Cách dùng: chữa viêm họng, 5 đến 10 lá sương sông bánh tẻ, giấm ăn, tốt nhất là giấm nuôi từ 20 đến 30 ml. Lá sương sông rửa để ráo nước, đập nhẹ để giải phóng tinh dầu. Đem lá nhúng vào giấm để tinh dầu kết hợp với axit acetic, một loại axit có tác dụng ức chế vi khuẩn, diệt khuẩn. Dùng lá này để ngậm từ 5 đến 7 ngày, bệnh sẽ tiến triển rõ rệt. Bài thuốc này có tác dụng tốt với các chứng bệnh như viêm họng cấp mạn tính, viêm amidan, viêm thanh quản kể cả đã mất tiếng. Chữa ho có đờm, trẻ em nôn chớ. Lá sương sông bánh tẻ từ 2 đến 3 lá, mật ong 5 thìa con. Lá sương sông rửa sạch thái nhỏ cho vào bát con cùng với mật ong, đem hấp cách thủy, đun sôi chừng 10 phút rồi lấy ra. Chắt nước uống nhiều lần trong ngày, người lớn có thể nhai nuốt cả lá. Chữa ho thông thường, lá sương sông, lá húng chanh, lá hẹ mỗi thứ 10 g, cho tất cả vào hấp đường hoặc mật ong để ngậm. Bài thuốc này dùng chữa chứng ho thông thường do cảm cúm, viêm họng, viêm phế quản sẽ có kết quả tốt. 2. Trị ho có đờm, viêm họng bằng lá húng chanh. Theo đông y, húng chanh có tác dụng phát tán phong hàn, tiêu đờm, sát khuẩn, dùng để chữa ho, viêm họng, cảm cúm, hen suyễn, sốt. Theo từ điển cây thuốc và động vật làm thuốc, húng chanh chứa tinh dầu, thành phần chủ yếu là cavacron, có tác dụng ức chế mạnh các vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp. Cách dùng: chữa ho đờm thông thường, rửa sạch 15 đến 16 lá húng chanh, 4 đến 5 quả cuốt xanh và xay nhuyễn bằng máy xay sinh tố, thêm đường phèn vừa đủ, hấp cách thủy khoảng 20 phút và cho bé uống liên tục từ 1 đến 2 lần mỗi ngày đến khi hết ho. Chữa ho nhiệt, viêm họng, khàn tiếng. Rửa sạch và thái nhỏ 20 g lá húng chanh tươi, giã dập lá húng chanh với 20 g đường phèn, sau đó trộn với 10 ml nước sôi để cho ngấm, rồi gạ lấy nước cho trẻ uống ngày 2 lần. 3. Chữa ho nặng, thở gấp bằng lá tía tô. Đông y cho rằng tía tô có vị cay, tính ấm, đi vào các kinh tâm và phế làm thoát mồ hôi, hạ khí, tiêu đàm. Lá có tác dụng chữa hắt hơi, sổ mũi do viêm long đường hô hấp trên, cảm mạo, sốt, ho, bí mồ hôi, giúp tiêu hóa. Cách dùng: lấy 20 g hạt tía tô tán bột, hòa với nước đun sôi, chờ cho bớt nóng rồi gạn bỏ bã cho trẻ uống. Cũng có thể trộn vào bột nước cháo hồ hay nước cơm cho trẻ uống sẽ khỏi.